Hello anh em, hôm nay mình xin phép giới thiệu với anh em một cái thư viện là Reactive Element Dropdown. Thì cái thư viện này là mình viết cách đây cũng hơn một năm rồi, với 103 cái phiên bản và số lượt tải hàng tuần là khoảng 11.000 lượt tải. Cái thống kê này cho thấy là cái thư viện này đang được rất là nhiều người ưu chuộng. Thì trong cái thư viện này mình có tạo hai cái thành phần là drop, downlist và multi select, với rất là nhiều cái drop được chia ra bên ngoài để cho mọi người tùy biến. Cách dùng thì cũng khá là đơn giản thôi. Đầu tiên là các bạn cài cái bucket này vào. Rồi các bạn truy cập vào bên GitHub đi, bạn copy mấy cái đoạn mã ví dụ của mình sang. Ở đây mình để rất là nhiều các cái mẫu ví dụ sẵn đây nè. Giờ bây giờ mình sẽ chọn đại một mẫu nha. Ok, đại mẫu này đi. Mình cho mình không có cài React Native Vector Icon á, nên sao mình xóa nó ra luôn. Okay, bấm format code lại cho nó sạch. Rồi. Ok, cái này nó hơi bị tràn lên trên, mình cắt xuống dưới một xíu. Rồi, chỉ mất có mấy phút thôi à, là mình đã có được một cái drop down list rồi. Thì khi mà dùng cái drop down list này á, thì các bạn lưu ý cho mình hai cái drop nha. Đó là Label Field và Value Field. Thì hai cái drop này là bắt buộc các bạn phải truyền vô. Đấy. Thì cái Label Field và Value Field này mình truyền cái gì? Tức là mình có cái danh sách data truyền vào nè. Mình truyền hai cái Label Field và Value Field vào. Ở đây cũng không chắc chắn là tên là Value Field, có thể là tên khác cũng được. Chẳng hạn mình ví dụ mình đổi thành name đi. Thì khi các bạn đặt đây là name thì ngay chỗ như này, Value Field này các bạn để là name luôn. Thì đây là cái example về drop down list. Bây giờ mình sẽ copy một cái example về multi select cho thử nha. Multi select đây, mình sẽ lấy cái mẫu này nha. Rồi mình sẽ xóa cái undecided ra. Cắt tóc một xíu. Ok, đây cái mẫu multi select nha. Đấy. Rồi, mình xin phép kết thúc video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì nhớ cho mình một like, một subscribe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.